Hello everyone, welcome to our lesson today. Today we will learn about animals in lesson 3. Are you ready to learn? Yes, before we start, please open your book page 70. Trước khi mà mình vào bài mới, cô mời các bạn mở sách của chúng ta ra trang 70. A. Listen, point and say. Now we will listen and point first. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và chỉ vào bức tranh nha các con. Now, 1, 2, 3, go. 1. Monkey. 2. Spider. 3. Snake. 4. Lizard. 5. Bear. 6. Parrot. Very good. Now we will listen again and say. Rồi, tốt lắm. Bây giờ các con sẽ cùng nhau lắng nghe lại và lặp lại từ. 1, 2, 3, go. 1. Monkey. 2. Spider. 3. Snake. 4. Lizard. 5. Bear. 6. Parrot. Okay, good job. Now, let's repeat the words again. Now we will repeat 3 times. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lặp lại từng từ vựng. Mỗi từ chúng ta sẽ lặp lại 3 lần. Monkey. Spider. Snake. Snake. Lizard. Bear. Parrot. Okay. Now we will look at the picture again and say the word. Okay, you did a great job. Now, we move to the next part, part P. B. 1. Listen and read. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ kể về bạn Tom và bạn Alfie đi đến sở thú. Yeah, Tom and Alfie are at the zoo. Rồi, now, are you ready to listen? 1, 2, 3, go! Tom and Alfie are at the zoo. This zoo is great! Let's look at the monkeys. How many legs has a monkey got? It's got 2 legs. Let's see the bears. How many legs has a bear got? It's got 4 legs. 4 like a horse? That's right. How many legs has a snake got? It hasn't got any legs. 0? No legs?
That's right. I can see something with eight legs. Eight? You mean? Ah! Now, listen the story again. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện thêm một lần nữa nha con. Tom and Alfie are at the zoo. This zoo is great! Let's look at the monkeys. How many legs has a monkey got? It's got two legs. Let's see the bears. How many legs has a bear got? It's got four legs. Four like a horse? That's right. How many legs has a snake got? It hasn't got any legs. Zero? No legs? That's right. I can see something with eight legs. Eight? You mean? Ah! Câu chuyện hôm nay là kể về bạn Tom và bạn Alfie đi đến sở thú để chơi, để tham quan. Và ở đây các bạn được gặp rất nhiều con thú. Hai bạn đã hỏi nhau về số lượng chân mà các con thú có. Bây giờ, để luyện tập lại phần nghe một lần nữa, chúng ta sẽ di chuyển sang phần bài tập number 2. B. 2. Listen and write the numbers. Listen and write the numbers. Ở phần bài tập này, các con sẽ được lắng nghe lại câu chuyện một lần nữa. Nhưng các con lưu ý là khi nghe đến từng câu thì các con hãy ghi lại cái số mà mình nghe được ở câu đó. Here is an example. We will listen to the example first. Look at the pictures. Listen. There is one example. One. This zoo is great! Let's look at the monkeys. How many legs has a monkey got? It's got two legs. Can you see the answer? This is an example. Now, listen and write. Yes, here is the example. Now, listen carefully and write the number that you listen. 1, 2, 3, go. 2. Let's see the bears. How many legs has a bear got? It's got four legs. Four like a horse? That's right. Three. How many legs has a snake got? It hasn't got any legs. Zero? No legs? That's right. I can see something with eight legs. Eight? You mean? Ah! Do you have your answers? Now, number 2. Which number do you listen? As number 4. And how about number 3? Which number? As number 0. Yeah, very good. Now, we move to the next part of our lesson today. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau qua một phần nữa của bài tập hôm nay. Đó chính là Listen, then practice. Đây là mẫu câu về hỏi số lượng chân mà con vật nào đó có. Now you listen and practice. How many legs has a spider got? It's got eight legs. Listen once more time. How many legs has a spider got? It's got eight legs.
Yes. How many legs có nghĩa là hỏi về bao nhiêu chân. Has a spider got nghĩa là con nhện có. Nguyên cả câu có nghĩa là con nhện có bao nhiêu cái chân. Now repeat after me. How many legs has a spider got? Once more time. How many legs has a spider got? Con nhện có bao nhiêu chân? Con nhện có 8 chân. Thì chúng ta sẽ trả lời như sau. It's got 8 legs. Once more time. It's got 8 legs. Very good. Now, ngoài việc hỏi con nhện có bao nhiêu chân ra thì chúng ta còn có thể hỏi những con vật khác bằng cách là các con thay chữ spider này thành một con vật khác. Ví dụ như cô My muốn hỏi chân con khỉ có bao nhiêu chân thì cô My sẽ thay chữ spider thành chữ monkey. How many legs has a monkey got? Và con khỉ có 4 chân thì ở đây cô My sẽ nói là it's got 4 legs. It's got 4 legs. Do you understand? Các con đã hiểu chưa nè? Chúng ta có thể thay đổi con vật và số lượng chân để hỏi về một con vật khác. Now I have a song for you. Listen, sing along. Trong bài hát này sẽ có những câu hỏi về số lượng chân của các con vật và câu trả lời của những câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát theo bài hát này nha các con. Nào. 1, 2, 3, go. How many legs has a monkey got? How many legs has a monkey got? It's got 2 legs. It's got 2 legs. How many legs has a spider got? How many legs has a spider got? It's got 8 legs. It's got 8 legs. How many legs has a snake got? How many legs has a snake got? It hasn't got any. It hasn't got any. How many legs has a lizard got? How many legs has a lizard got? It's got 4 legs. It's got 4 legs. How many legs has a bear got? How many legs has a bear got? It's got 4 legs. It's got 4 legs. How many legs has a parrot got? How many legs has a parrot got? It's got 2 legs. It's got 2 legs. Point, ask and answer. Thì bình thường hoạt động này chúng ta ở lớp sẽ làm theo nhóm đôi hoặc là nhóm 3, nhóm 4. Nhưng hôm nay các con sẽ tự chỉ vào tranh và đặt câu hỏi, sau đó trả lời. For example, ví dụ, how many legs has a monkey got? It's got 2 legs. Tương tự như vậy, các con sẽ đặt câu hỏi cho những bức tranh, những con vật còn lại. Now, open your workbook, page 66 and 67. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con làm các bài tập A, B, C và D. Các con nhớ chú ý lắng nghe cẩn thận và làm bài vào sách của mình. Hôm sau đến lớp, thầy cô sẽ kiểm tra lại xem các con đã học và làm bài như thế nào tại lớp.
Now, part A, trace and realize. Ở phần bài tập này, đầu tiên các con sẽ đồ lại những chữ cái mà người ta đã cho sẵn. Sau khi đồ, mình sẽ nối cái bức tranh của con vật với cái từ thích hợp. Ví dụ, ở bức tranh số 1 là con khỉ, thì người ta đã nối đến chữ monkey. Tương tự như vậy, các con sẽ nối những bức tranh còn lại với những chữ còn lại trong sách. Cô My nhắc lại một lần nữa cách làm của part A như sau. Đầu tiên, các con sẽ đồ lại những chữ cái người ta cho, những từ người ta đã cho sẵn. Sau đó, các con nối bức tranh con vật với từ thích hợp. We move to part B. Part B, look at the pictures and complete the words. Ở bài tập này, các con sẽ nhìn vào tranh đã cho sẵn trong sách, sau đó điền thêm chữ cái vào để hoàn thành từ ngữ. Ví dụ, câu 1, bức tranh là con rắn, từ chúng ta cần điền là snake. Các con sẽ điền các chữ cái vào để tạo thành một chữ snake hoàn chỉnh như vậy. Tương tự như vậy, các con sẽ điền hoàn thành 3 từ còn lại ở câu số 2, 3 và 4. Cô My nhắc lại cách làm của bài tập phần B như sau. Các con sẽ điền thêm chữ cái vào để hoàn thành từ ngữ thích hợp với bức tranh đã cho sẵn. Part C, read, write, and match. Ở phần C, các con sẽ đọc những cái câu người ta cho sẵn. Cô My gợi ý là các con hãy đọc phần trả lời để mình thấy được số lượng chân và đoán xem con vật đó là con vật gì. Ví dụ như ở câu 1, người ta có it's got eight legs. Con vật nào có 8 chân? Đó chính là con nhện, cho nên chúng ta điền chữ spider vào chỗ trống. Sau khi các con điền vào chỗ trống, các con sẽ nói câu này đến với bức tranh của con nhện. Tương tự như vậy, các con vật còn lại, các mẫu câu còn lại, các con đọc, rồi sau đó điền tên con vật vào chỗ trống. Cuối cùng, chúng ta sẽ nối cái câu đến với cái bức tranh cho phù hợp. In the last part, E part D, look and write the answers. Ở phần bài tập này, các con sẽ đọc câu hỏi, sau đó trả lời câu hỏi đó dựa vào bức tranh hoặc dựa vào sự hiểu biết của mình. For example, number one, how many legs has a monkey got? Con khỉ có bao nhiêu chân? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. It's got two legs. It's got two legs. Tương tự như vậy, các con nhìn vào bức tranh số 2, 3, 4 để trả lời những câu hỏi ở bên trên. Now, it's in review time. Look at the picture again and say the word. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nha. Các con sẽ nhìn vào bức tranh và sau đó đọc lên cái con vật tương ứng. Are you ready? Let's go! Okay, you did a great job today. Thank you for your listening. Hôm nay các con đã học rất là tốt nha. Bài học của chúng ta đến hôm nay là hết rồi. Chào tạm biệt các con.